Là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay anh Tục lên nha một clip gồm 15 con câu nha anh em. 15 con câu là 15.000 câu lô ra, thì hàng là chất liệu vật liệu carbon, hàng kiện Nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước đi thanh toán, nếu hàng loãng một clip này lên đó thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây cần lô, cần rút cho anh em. Cần này của Mamiza. Đó. Cây này hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Đó, túi hộp đầy đủ, sách hướng dẫn đầy đủ. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, đây dài 1m87, nặng là 85 g, chất liệu với chất lượng carbon, thu gọn là 48 cm, tải màu từ 5 đến 14 g nha anh em. Đó, tải màu từ 5 đến 14 g anh em, cần rất mới nha mọi người. Đó, còn rất là mới luôn, chất liệu carbon, fan là fan Fuji. Đó, cần rút đây. Đó, anh em nào lua đi du lịch rất là tiện nha anh em, bát là bát Fuji luôn, cần siêu mới nha mọi người, rất là mới luôn, độ cứng rồi cứng mờ, đó, tem sức đầy đủ, mở có đầy đủ nha mọi người, đó, cần mới khỏi bàn, đó, cực bò sẵn nha, rồi, giá cái thứ nhất, giá công khai cái thứ nhất là 900k cộng ship nha anh em, đó, cái thứ nhất 900k cộng ship full thọ. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 em lên người là một cây hàng của Shimano, cây này của Trust One, đó. Cái này dài 1m5 nha anh em, dài 1m5, cứng UL. Đó, cây này chia cho anh em lô suối nè. Đó, lô suối đi du lịch đánh cảm giác. Câu hành cháp đều được nha mọi người. Thì cái này dài là 1m53, 5 lóng. À, thu gọn là 44 cm, nặng là 49 g, rất là nhẹ luôn, độc là 1 ly, gốc là 7,6. Tải mồi từ 1 đến 4 g nha anh em. Đó, lô suối là chiên lô suối luôn nha. À, tải mồi từ 1 đến 4 g. Tải dây từ 1 đến 4 lb. Đó, bắt qua Shimano. Đó, túi này đủ nha. Đó. Đó. Đây nè. Bát cực kỳ ok nha anh em. Đó. Đó, bát cực kỳ ok nha. Đó. Thì cây này nó có dính mấy cái quẩy cá này nha mọi người. Đó. Thấy không? Cây này có dính mấy cái quẩy cá nè. Đó. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó. Shimano hàng Korea xuất Nhật, fan bát là Fuji đầy đủ nha anh em. Đó. Bu là Bushit nha, Bushit, fan Fuji, Bushit. Ngoại hình ở trong còn rất là ok nha anh em. Hàng này hàng chỉ dùng lướt thôi nha. Đó, hàng dùng lướt thôi. Đó. Cứng UL. Đó, bát cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Bát cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Cây số 2 giá công khai 1,7 triệu nha anh em. Em lên cho người là cây số 3 nha anh em. Cây số 3 em lên cho người là một cây cần của Suyumi. Đó, ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Sáng sủa sạch sẽ đẹp nè. À, thì cây này có định vị lóng nha. Đó. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. À, fan Fuji lõi xám nha. Đó. Cán mốt. Cần này còn tương đối sạch nha anh em. Đó, sạch sẽ đẹp đẽ. Thì cây này cây Suyumi. Hàng Korea xuất Nhật, dài 2m1, tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb, thông số tải này tầm khoảng M nha anh em. Đó, định vị fan đề 3 là fan 40 nha anh em. Đó, fan đề 3 Fuji 40 chờ bá luôn. Bô là bô Fuji. Thì cái này về chia cho anh em câu lóc câu chẽm nha. Đó, cái thuộc dạng tương đối cứng rồi. Thì cái này nặng là 155 g, đọt là 1 ly 3, đọt là 1 ly 9 nha anh em. Đó, thì tải mồi dài 21, độ cứng mờ, giá công khai là 850k cộng ship nha anh em. Đó, cây số 3 850k cộng ship. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho người là một cây cần của Will. Thì cây cần Will này của China xuất Nhật nha anh em. Đó, chất liệu đặc biệt cặp quan sáng sáng chìm, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó, bu Fuji. Thì cái này cứng cứng con L nha anh em, cứng L. Đó, thì độ cứng L này chia cho anh em về câu cảm giác lua cá suối. À, đây nè, dài 21, cứng L, hàng Viu, hàng của China xuất Nhật nha. Đó, hàng sau thì em báo anh em vậy. Thì cái này nặng là 141 g, đọt là 2 ly, đọt là 1 ly 7, dài 21. Thì độ cứng L tải mồi ra tầm khoảng 8 g nha anh em, 8 g tối đa. Đó, fan bát Fuji đầy đủ. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 700k cộng ship nha.
đầu cứng này và anh em câu chép cũng được, câu chép câu cảm giác. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 em lên người vẫn là một cây wheel. Thì cây wheel này là một cây wheel của hàng của China xuất Nhật, các chất liệu carbon sắn, cán là cán ba khúc, cán này cao nha. Đó, cán bằng. Cây này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% anh em, còn rất là mới luôn nè. Đó. Fan là fan Fusigon. Đó. Loại xám nha anh em, fan Fusigon loại xám. Hàng bao chắc với anh em luôn nha. Thì cái này dài 1m8. Độ cứng ML, thì độ cứng ML tại mồi mát ra tầm khoảng 15g nha anh em. Đó. Mát ra tầm khoảng 15g. Cực kỳ đẹp nha anh em, fan bass cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cây này về cho anh em lua lóc, lua chẽm, câu hành, cháp, câu tôm. Rất là ok nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là chỉ có 95g thôi, đọt là 1 ly 5. Giá còn hai cây số 5 là 800k cộng ship nha. Theo cây số 6. Cây số 6 lên cho người là một cây cần của Tem Ocean. Thì cái này Tem Ocean là một thương hiệu của Korea xuất Nhật cho anh em. Đây, nó Korea xuất Nhật. Thì cây này số bộ fan là bộ fan sheet nha anh em, bộ fan sheet. Đây nè, Pussy Seed nha. Đó. Bu là bu Pussy Seed chống sắn luôn anh em. Đó. Chỉ keo ok, đi keo ok cho nha anh em. Pussy nha anh em, dạng Pussy Seed nha. Đó. Bộ fan này cực kỳ hiếm luôn. Đó. Đánh dây cực kỳ mượt luôn. Thì cây này độ cứng nó cực kỳ cao nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng, độ cứng M anh em. Đó. Độ cứng M. Độ cứng này chuẩn cho anh em đánh lóc nha. Đó. Đánh lóc, đánh mòn giả. Câu chẽm. Đó, câu cá hồng, câu mú. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, tải mồi từ 7 đến 30g. Tải dây từ 8 đến 16 lb. Thì độ cứng cái này độ cứng M nha anh em, độ cứng M, hàng Korea xuất Nhật. Ngoại hình tương đối sáng, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93-95% nha. Đó, bass là bass Fuji, fan là fan Fuji Seed, bù bù sống sống. Thì cái này nặng là 135g, đọt là 1 ly 9, dài 1m98. Tải mồi, tải dây, giá công hai cây số 6, giá 1,5 triệu cộng ship nha nè. 1,5 triệu cộng ship cho một cây cần phiên ship, hàng khu ghi sức chữ tình Nhật nha. Đó. Tiếp là sau là cây số 7. Cây số 7 em lên cho người một cây cần của Taiwan. Thì hàng Taiwan này một hàng thương hiệu chuyên nha nè, chuyên làm cần lôi nè. Đó. Bát là bát Fuji nha nè, bát Fuji Taiwan. Đóng chữ Fuji nè. Đó, bát nó làm cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Bát cực kỳ đẹp luôn. Đó, khỏi chê. Fan là fan Fuji Seed nha anh em. Fan Fuji Seed. Đây nè, tay vớt. Góc này, mấy góc cạnh nó làm cực kỳ sắc đây. Đó, cán làm cực kỳ sắc sảo luôn nha anh em. Đó, đây, fan là fan Fuji Seed. Bu Fuji Seed luôn. À, bu này bu Titan nha anh em. Bu Titan, for Caro nè. Đó. Thôi nói là khỏi chạy. Carbon sống nha anh em. Tay quất. Hàng này của China xuất Nhật mọi người, hàng China xuất Nhật. Độ cứng ML dài 1m8, độ cứng ML. Đó. Thì cái này dài 1m8, độ cứng ML. Đọt là 1 ly 7 nha anh em, đọt 1 ly 7, nặng là 100g. Tải mồi từ 1,75g đến 7g, tải dây từ 3 đến 8 lb, giá công khai cây số 7 là 1,6 triệu nha nè, 1,6 triệu cộng ship. Thì cái này thích hợp cho anh em luôn cá suối, câu hành, chắp, câu lóc, chẽm. Tay quớt này thì khỏi bàn, chất lượng rất là ok nha nè. Rồi, cây số 7 giá là 1,6 triệu cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là cho người một cây cần của cần UL, bắt kẹp nha nè, cần UL. Đó. Đó đây. Cái này là một cái UL hàng của Shimano, fan là fan Fuji loại xám nha nè, nó fan Fuji loại xám. Nha nè, bắt ride. Đó, Shimano Fuji loại xám. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em, hàng của Korea xuất Nhật. Cái này dài 1m65 nha anh em, dài 1m65, tải mồi từ 2 đến 10g, tải dây từ 4 đến 10 lb nha anh em. Đó, ngoài hình tương đối sáng. Cái UL, cái này về chiên cho anh em lô suối nha anh em, lô suối câu phi. Đó. Anh em ở miền Tây đánh câu tôm rất là cảm giác nha. Đó, câu tôm, câu hành cháp thì rất là ok nha. Độ cứng UL rất là nhiều anh em săn đây. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 700k cộng ship nha anh em. Cái này nặng là 95g.
Cái này nặng là 59 gram, lọt là 1 ly 5 nha anh em, lọt 1 ly 5, dài là 1m65. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 700k cộng ship nha, cứng UL nha mọi người. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người là một cây cần Real B, cần này cũng UL không nha anh em. Đó, bát rồi này. Đó, bát này, bát chạy. Đó. Cán là cán bằng Real B, hàng này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em. Đó, Korea xuất Nhật luôn. Đây. Đó. Tem sức đầy đủ nha anh em. Đó. Thì cái này tải mồi từ 1 đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb nha anh em. Đó. Tải mồi từ 1 đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb. Cái này dài là 1m69. Phen là phen Pulsic. Đây nè, Pulsic này xử lý luôn. Đó. Bộ phen shit này là ăn tiền luôn á. Còn ngầu rất là mới, phen còn rất là ngầu luôn. Đó. À, bộ Pulsic màu chày luôn nè. Đó. Cái này quen đánh cá suối là khỏi chơi anh em. Câu cá suối, cá mưng, câu hành chắp, câu tôm. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Rồi. Cây số 9 thì cây số 9 nặng là 59 gram, đó, dài là 1m68, đọt là 1 ly 5, tải mồi từ 1 đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb, giá công khai là 1 triệu 5 cộng ship nha anh em. Đó, cây số 9 1 triệu 5 cộng ship. Còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Theo em lên cho người cây số 10 nha anh em. Đó, cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho người là một cây cần của hàng Ban. Đó, Ban. Cây này full túi nha anh em. Ban. Đó, một thương hiệu nội địa rồi, quá nổi tiếng rồi. Đó. Exhibition anh em. Đó. Thì cái này dài 1m8 cứng UL nha anh em. Đó. Một cây hàng đẳng cấp. Thì cái này cây Exhibition. Của hàng Ban. Đó. Ban anh em. Đó. Thương hiệu nội địa nha. Đó, fan là dạng fan Pulsic nha anh em. Đó, xám giống như xám dạng titan đó mọi người. Đó. À, bát là bát Pulsic Ansel. Phen Pulsic anh em, ngoại hình còn rất là đẹp anh em. Polypore cargo nè. Đó. Bu sheet luôn nha mọi người, phen sheet bu sheet luôn. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha anh em, cực kỳ mới luôn. Đó. Bát đẹp khỏi chơi rồi. Đó. Thì cái ban này về chiên cho anh em cu lô cá suối nha anh em. Đó, cá suối thôi. Đó, đồ cứng UL, đồ cứng rất là mềm luôn. Đó. Ê, thông số đó đây anh em. Đó. Thì cái này dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8, nặng là 90 gram. Đọt là 1 ly, tải mồi từ 1,5 gram đến 4.3 gram, tải dây từ 2 đến tải dây từ 2 đến 5 lb. Đó, cây số 10, giá công khai là 2 triệu 8 nha anh em. Đó, 2 triệu 8. Cây hàng đẳng cấp về cho anh em luôn câu cái số nha. Đó. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 lên cho người vẫn là một cây hàng lô cá suối. Hàng của MyRap nha anh em. Đó. Thì cây MyRap này còn túi nữa nha anh em, còn túi luôn. Thì cây số 11 dài 2m28, đọt là 1 ly 2 nha anh em, đọt là 1 ly 2. Nặng là 80 gram. Thì cái này tải mồi từ 0,5 gram đến 7 gram nha anh em. Đó. Tải dây từ 1 đến 4 lb, tải dây bia từ 0,2 đến 0,6. Thì phen là phen Fusik Akuna nè, Fusika. Đó. Thì giá nó bán tại Nhật 11.000 yên đâu đó tầm khoảng 2 triệu rưỡi từ Việt Nam nha anh em. Đó. Anh em. Đó. Cái này tương đương độ cứng UL nha anh em, độ cứng tương đương UL, phen là phen chăng ca, phen cực kỳ đẹp luôn. Bát là bát Fusi. Thì cái này về cho anh em lô chiên lô cá suối nè, lô cá suối cá mương. Đó. Phôi phôi trắng nhất nha anh em, phôi trắng nhất. Đây. Phen Fusika nha anh em. Đó. Bù trong sáng nha anh em, bù trong sáng. Phôi này khỏi chê đâu hết. Đó, dạng đánh cảm giác về câu cá mưng. Đó, câu hành chắp thì được. Cái này câu hành chắp là khỏi chê luôn đó. Đó. Anh em miền Tây lấy câu tôm. Đó. Rồi. Giá công khai cây số 11, giá công khai 1.3 cộng ship nha anh em. Đó, 11 1.3 cộng ship. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 là một cây cần có mai ráp luôn anh em, cần mai ráp. Thì hàng mai ráp này hàng của China xuất Nhật anh em. Đó, chiên xuất từ Nhật thôi. Thì cái này dài 2m58, đó, dài 2m58, đọt là 1 ly 3. Nặng là 80 gram anh em, nặng là 80 gram.
Thì cái này tải mồi nó ra tầm khoảng 0,5 gram đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 6 lb nha anh em. Thì cái này dạng full xin xích nha anh em, đó, dạng xích, fan là fan xích. Đó. Độ cứng này cũng tương đương ra tầm khoảng UL anh em, dạng cần dịu nha anh em, rất là dịu luôn. Anh em, dạng full xin xích nha anh em, đó. Mà do gấp bắt là bắt Fuxi, fan là fan Fuxi xích, coi con Caro. Dạng ở trên là dạng xích lá nè, đó. Fan xích cực kỳ ngầu nha anh em, bao mới luôn nha anh em, bao mới với anh em luôn. Đó, bộ trong sẵn. Đó, fan là ok hết nha mọi người, ok hết. Đó. Thông số tay mò thì em cũng đã đọc. Đây, cực kỳ dịu nha anh em, bao dịu luôn, đó, bao lua luôn. Rồi, cây số này cây số 12, giá công khai là 1,6 triệu cộng ship nè. Đó, cây số 12 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho người là một cây cần mai giao cấp, thì cái này còn túi nha mọi người, hả, còn túi luôn. Thì cái này cây máy ngang về cho anh em săn hàng nha. Đó, một cây máy ngang về cho anh em săn hàng. Đó. Cán còn khá rất nè, Fuji nha anh em, bát là bát Fuji, bát nó còn cực kỳ đẹp nha anh em, sáng bóng, Majorap, thì cái này độ cứng hắc nha anh em, độ cứng hắc và 21, fan là fan Fuji xích, cánh bóp, đen xì lì luôn, anh em, slider, độ cứng hắc, anh em, độ cứng hắc và 21 độ cứng hắc nha mọi người, 21 độ cứng hắc. Thì cái này về săn hàng đánh lóc con giá thật nha anh em, đó, bù bù chống sắn nha anh em, bù xít chống sắn, fan là fan full xít xít, cần rất là chắc nha anh em, em bán loại này em bán rất là nhiều luôn á, về anh em đánh lóc và khỏi chơi, đó, cực kỳ cứng luôn, bao cứng, đó, thì cái này nặng là 150 gram, đọt là 2 ly 4, dài 21, thì cái này tải mò từ 10 đến từ 10.5 gram đến 24.42 gram anh em, từ 10.5 gram đến 42 gram, tải dây từ 12 đến 25 lb, cây số 13 giá là 2 triệu anh em, 2 triệu cộng ship, một cây cần về săn hàng anh em, săn hàng đánh giá thật đó, độ cứng hắc và 21. Rồi tiếp theo qua ba cây cuối cùng, cây số 13, 14, 15 và 16. Thì ba cái cuối cùng là ba cây hàng của thương hiệu của Farmbeat nha nè, hàng Farmbeat, một cái thương hiệu của Mỹ đây nè, Farmbeat cán là cán bằng nha nè, cán cán bằng, thì cây Farmbeat như là một cây Farmbeat fan xích nha nè, fan xích đây, phôi Farmbeat này thì khỏi chê rồi đó, rồi cái là Farmbeat fan xích nha nè, fan xích. Thì cây Farmbeat này độ cứng L thôi nha anh em, độ cứng L, dài là 1m98, đó, độ cứng L, dài 1m98. Thì hàng này sản xuất từ Taiwan nha anh em, đó. Độ cứng L dài 1m98, fan là fan full xích xích, rất là mới luôn. Độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nha anh em, đó, cực kỳ mới luôn. Không có vết xước gì nhiều hết. Đó, fan là ok, sáng bóng. Hàng nguyên zin. Đó. Thì cái này dài 1m98, nặng là 98 g. Đọt là bọc đi 6, tải mòn từ 3,5 gram đến 10.5 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb, cái này độ cứng L nha anh em, độ cứng L, về cho anh em lô cá suối coffee đó, câu hàng đánh cảm giác, câu hành chấp. Thì cái này cây số 14 giá 1,7 triệu cộng ship nha anh em, 1,7 triệu cộng ship, kỳ kỳ cưng luôn nha em, mới cứng luôn. Rồi cây 14 1,7 triệu cộng ship. Tiếp theo cây 15, cây 15 vẫn là một cây hàng của Farmbeat đó. Thì cái này dạng là dạng Fuxigon nha anh em, Fuxigon đó, lõi lõi xám, thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon sẵn đây đó, hàng vẫn là hàng Farmbeat nha anh em, Farmbeat hàng con đại bàng của Mỹ đó. Đó. Thông số đây, thì cái này vẫn là độ cứng L nha anh em, độ cứng L, dài vẫn là 1m98 nha anh em, dài 1m98, độ cứng L, fan là fan Fuxi lõi xám. Phôi là phôi sẵn nha nè, phôi sẵn chìm, cực kỳ mới nha nè, cực kỳ mới đẹp luôn. Đó, fan ok hết nha, fan Fuxi nha mọi người. Đó, fan Fuxi, cái này Fuxi, Fuxi 35 nha nè. Đó. Giờ anh em lô cá suối nè, copy, câu hành chấp,
khỏi chê đó, cột tôm thì cái này nặng là 100 g, đọt là 1 ly 4, dài là 1m98, tải mồi từ 3,5 g đến 10.5 g, tải dây từ 4 đến 10 lb, độ cứng ra tầm khoảng L, ML, giá công khai cây số 15, giá là 1,4 triệu cộng ship nha em. Đó, 1,4 triệu cộng ship cây số 15. Tiếp theo cây số 16, cây số 16 vẫn full túi nha em, đó, full túi hàng con đại bàng. Thì cái 16 vẫn là một cái fan whip fan sheet, fan là fan Fuji Gon đây nè, đích nó đóng chữ fan sheet fan whip đây, đó con đại bàng fan Fuji Gon. Fuji Gon phôi vẫn là phôi sẵn nha em, phôi sẵn chìm đó. Rồi thích nha nè, thì cái này được cái bu là bu xít anh em, bu xít mà chè đó, bu này cực kỳ đắt nè, đắt tiền là bu này đó. À, đầu cứng cái này ra tầm khoảng L luôn nha anh em, đầu cứng L đó, rất là đẹp nha anh em đó. Thì cái này dài là 2m25 nha anh em, dài 2m25 đó, lùi suối là khỏi chè, đọt là 1.8, nặng là 100 g, tải mồi mát là 10 g nha anh em, 10.5 g, tải dây từ 4 đến 10 lb, giá công khai cây cuối cùng cây số 16 giá vẫn là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng ship. Thì đó tổng cộng là 16 cái cần em ba cho anh hôm nay, nên em ưng cái nào chốt em sợ để em xuống thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Thế anh em độ công cây fan vip đây đó, rất là nhiều anh em, bao công luôn, bao cảm giác luôn đó, khúc nói còn rất là chắc nha anh em, bao chắc luôn. Rồi, ok, cảm ơn em nhé.